Chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là chín cây càng câu gút. Chín cây này gồm carbon có, phíp có. Hàng thì em cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng mà không giống như clip em quay cho anh em á thì anh em trả về em. Anh em chốt hàng thì anh em có thể bảo em chụp hình cận cảnh từng chi tiết cho anh em xem. Nếu anh em coi clip không kỹ. Rồi em bán hàng thì em có để số điện thoại ở trên clip, anh em có thể liên hệ với số đó hoặc liên hệ với Zalo. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Đây, cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây Alpha Taco dài 1m8, đọt là 1.7, thu gọn là 40cm, nặng là 100g nha. Hàng này là hàng carbon, đây, tem carbon. Có tổng cộng là 4 phen và 1 đầu bu là 5. Hàng carbon nha mọi người, carbon sống. Đó. Carbon sống quăng nha mọi người. Em cho tất cả lóng cho. Nói chung thì cây này không lỗi. Carbon sống nha, chiều dài là 1m8. Đủ luôn á, không độ không chế đó, nguyên zin á, trung cận thì ngoại hình thì còn khoảng 90-80%, đọt là đọt tháp nha, đọt tháp, đọt này cứng tầm 30, khá là cứng. Đây dạng phen nữa đây. Xoay dạng phen cho anh em xem. Bu nó thì bị dính muối tí nha. Nói chung cần này em chơi vệ sinh. Đó. Hàng carbon. Cây này thích hợp cho anh em đi câu lua, câu quặt, câu trên bè. Đó. Càng ngọt khá là ok. Đó. Rồi, cây này giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 350k cộng ship nha. Đó, cây thứ nhất 350k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Vẫn là một cây cần gút. Cây cần gút, cây này là cây của Suyumi. Cây này là lọt 1.7. Thu gọn là 42cm, nặng là 130g. À, cây số 2. Đây. Vẫn là hàng carbon nha mọi người. Đó. Carbon quăng. Mini bass 30 2m1. Đọt cứng 30 2m1 nha mọi người. Em soi kỹ cho mọi người xem. Càng này còn khá là mới. Đó, carbon sẵn. À, em quay cụ thể đây. Chỗ này hình như là nó dính keo hay vậy. Đó, cái mắt tiêu rồi. À, chỗ này dính keo. À. Bán hàng em soi kỹ cho mọi người xem. À. Các bạn sáng quăng nha. Đọt đây, đọt là đọt 30 nha mọi người, đọt cứng 30. Đó. Đọt 1.7. Đó. Đó, tổng cộng đây, dàn phen nó đây. Đó. Cho cận cảnh cho mọi người xem nha. Đó. Rồi. Giá công khai đây nha mọi người. Giá cây công khai cây này là 400k nha mọi người. Đó. Càng em soi kỹ cho mọi người xem này. Bass là bass Fuji. Phen không thấy chữ gì hết. Em chả biết là phen gì. Đó, phen xứ xám. Có chữ thì em biết được nói, chứ cần thì em không có chuyên về cần.
Đây, tiếp theo là một cây cần, vẫn là cây cần Tsuyumi New West Mini Bass 31m8. Bass là bass Fuji nha mọi người. Đó. Đây, đọt 1.6, thu gọn 42cm, nặng 100g. Cây số 3 vẫn là 31m8. Đó là carbon sóng quần. Đó, rất là đẹp. Cần sao thì em soi cho mọi người như vậy. Soi cận cảnh luôn á. Quay nè. Bu đây, đọc đây. Phen ở đây mọi người. Đó. Anh em có thể lấy mấy cây này đi lua cũng được, rất là nhẹ. Cây này có 100g mà, hàng mới nữa, hàng khá là ok. Ngoại hình tầm khoảng 90-80%. Cây này tầm khoảng 90%. Thu gọn 42cm, tầm khoảng 2g. Rồi, gã cây này luôn, giá khoảng là 400k mọi người. Cây số 3, giá khoảng 400k. Tiếp theo sẽ là cây số 4 nha mọi người. Một cây hàng Shimano Spinzone, hàng đời cao. Hàng là 2m3 HST, hàng China. Hàng China chiếc Nhật nha, hàng Shimano China chiếc Nhật, sản xuất cho thị trường Nhật. Bass là bass Fuji, tem vàng xuất Nhật. Cây này cây màu hồng nha anh em. Anh em đam mê màu hồng thì hút cái này. Đó. Khá là đẹp. Nói chung thì cây có sức dòng cho này tí. Đây. Phen là phen Fuji hết nha mọi người. Đó. Phen có đề chữ thì em đọc chữ Fuji thôi. Đó. Phen ok hết. Ba cây đầu thì nó không đề chữ thì em không đọc. Cây nào đề chữ thì em biết em đọc thôi chứ em không có biết nhiều. À, carbon sạc quần sẵn ít nha anh em. Sẵn quần nha, không phải sẵn ít, quên. Carbon hay da nha. Em soi từ lỏng cho anh em xem. Phen đề ba là phen chạy nha anh em, không phải là phen cố định. Đó. Carbon sắn nha anh em, sắn quăng nha, nổi văng lên luôn á. Đó là carbon nổi văng luôn nha, 2m3 nha mọi người, thích hợp cho anh em đi lua. Độ cứng cây này á, độ cứng cây này tầm khoảng 30-50, khá là cứng. Độ cứng tầm 30-50 nha mọi người. Độ cây này khá là cứng, đọt 1.7. Nó sơ lược qua cái cần. Hàng khá là ok. Không lỗi. Hàng không lỗi nha. Đây, có sức dâm thôi. Tại vì nó kéo ra kéo vô á. Carbon thì carbon là sắn quăng. Rồi, giá công khai luôn, giá công khai 600k nha mọi người. Cây số 4. Anh em cần thì anh em báo, em chụp cận cảnh cho anh em xem. Cây số 5. Cây số 5 là một cây chả biết hàng gì luôn. Đây, hàng 2 carbon. Carbon cao. 3m9. Gồ mét. Nó mã code nó đây. Đó. 3m9 bát hãng. Đọt cây này là đọt 2 ly. Thu gọn là 79cm, cân nặng là 300g, cây số 5. Phen là phen thường hết nha.
chả biết đọc hen gì, nó không có đề chữ thì em không nói. Đó. Tất cả cây này, hàng này là hàng carbon nha mọi người, nó để carbon đây. Đó. Chữ này là chữ nổi nha, không phải là đó, 3m9, 3m9 đọt 2 ly. Đọt này là đọt tháp nha mọi người, cứng tầm 50. Khá là cứng, đọt khá là cứng. Nói chung thì cây này ngoại hình thì bao ok, bao tầm khoảng 90% ngoại hình. Đó. Carbon. Đọt là đọt tháp. Đó. Đây, dàn phen của nó đây, đó. Sử dụng là 1 2 3 4 5 6 phen. Cái này cho anh em đi đánh lăng xê ISO. Lòng đánh lăng xê, đó, đánh lăng xê. Đó, chuyên cho anh em đi đánh lăng xê, cái này đánh lăng xê là chùm luôn. 3m9 chuẩn đánh. Cứng tầm 50. Đọt 2 ly. Khá là ok. Rồi, cây này có giá công khai là 400k nha mọi người. Hàng carbon, giá 400k là bèo nhèo luôn á. Cây số 5 có 400k. Cây số 6. Cây này là 3m6, cây đó là 3m9, cây này 3m6, nặng 200g. Đọt 2 ly, thu gọn là 983 cm. Bát vẫn là bát thẳng. Ngoại hình thì em bao, hai cây này ngoại hình thì khoảng trên khoảng 90%. Đó, tem ở đây, đó, tem sức nội địa Nhật. Gòn mét. Đây, đó. Phen thì ok. Em soi phen cho mọi người xem. Trong cây này, mấy cây này, em hai cây này thì khá là mới. Ngoại hình tầm khoảng 90% trở lên. Đọt vẫn là đọt tháp. Đọt 2 ly. Đọt cây này cứng tầm 50. Khá là nảy. Rồi. Giá công khai vẫn là 400k nha anh em. Cây này thích hợp cho anh em đi đánh cá cha, đánh chim, đánh lăng xê. Đó. Cây số 6 giá 400k. Tiếp theo sẽ là một cây số 7. Cây số 7 là một cây Sea Hunter Olympic 20 3m3. Cây này là dạng anh em đi đánh biển, đánh cha. 3m3 là câu cha, câu cá mè, câu cá chim, câu chê, là câu cá chê là ngon lành. Đánh chép cũng ngon lành luôn. Đây đọt là 2 ly 6. Thu gọn là 77 cm. Nặng là 350g. Cây này là phíp nha mọi người. Cây chất liệu là phíp. Đó, bát là bát Fuji. Phíp nhưng nó lại trang bị một dàn phen xịn sò. Chả hiểu sao luôn. Đây, nó trang bị dàn phen Fuji hết nha mọi người. Dàn phen khá là xịn sò. Đây nó đi chữ đây. Đó. Phen nó đây. Khá là ok nha mọi người. Quay cho mọi người xem. Đó. Tất cả các lóng đều ok hết, không lỗi. Lóng anh em kiểm tra cần thì anh em cứ kéo ra coi soi cạnh cạnh cảnh hết. Cây này là 3m3, cứng là 20. Đó, cứng 20. Câu này diều cá cha, câu cá trắng, câu mè dinh, câu cá trắng, câu cá mè, câu chép. Đó, đọt khá là nảy. Hàng này là hàng phíp. Đó.
bass Fuji Sea Hunter sát thô biển. Đó. Rồi cây này để với anh em nó giá là 400k nha mọi người. Cây số 7 400k chia cho anh em đi câu cá, câu chim, câu chê. Tiếp theo sẽ là một cây ISO, cây số 8. Đọt là 0.8 ly, thu gọn là 90 cm. Nặng là 300g. Cây này được quấn chỉ khá là đẹp. Hàng còn khá là mới. Đó. Bass là bass Fuji nha mọi người. Bán hàng là coi soi kỹ cho anh em xem luôn. Hãng này hãng NFT. Hàng này là hàng thiếp đỏ. Hàng thiếp đỏ này chỉ thua hàng sau hàng carbon thôi. Đó. Đọt là một chiều dài 4m7. Đó. Hàng thích hợp cho anh em câu ISO nha. Hàng này câu ISO. Trang bị dàn fan xịn sò là dàn fan Fuji nha mọi người. Đó. Mất tiêu và chữ đâu rồi. Đây. Đóng chữ là Fuji, em đọc Fuji. Nói chung ngoại hình còn khá là ok. Không lỗi. Sử dụng là phíp đỏ. Đây, đọt đến đây. Đọt khá là dẻo nha mọi người. Đó, đọt số 1. Đó. Phen là phen Fuji. Đây, nóng Fuji đây. Đó. Rồi. Giá công khai luôn, cây này là cây số 8, giá công khai là 350k. Tiếp theo là cây cuối cùng, một cây ISO phen lớn. Đây, cây này là đọt là 1 ly 6, thu gọn là 102 cm, nặng 250g, cây số 9. Sử dụng hàng bass là bass hãng. Hàng này hàng China xuất Nhật nha mọi người, tem. Đây, đọt số 3, 4m5. Hàng nguyên chin, hàng China xuất Nhật, em sau China xuất Nhật chứ khỏi nói gì hết. Đây, nó là China. Đó, hàng xuất nội địa Nhật. Đây, phen nó đây, đó. Sau phen cho mọi người xem. Hàng này hàng carbon nha mọi người. Đây. Đó. Carbon sắn chìm. Khá là ok. Nên em carbon sắn chìm. Đó. Sắn quăng quăng luôn á. Ngày này số phen lớn, anh em có thể đi đánh lục đầu cần cũng được. Đọt nó sẵn lên em đó. Hàng sẵn thì nó sẵn, carbon sẵn thì nó sẵn đó. Rồi giá công khai kì luôn, giá công khai là 500k nha mọi người. Cây số 9 giá công khai 500k. Đó là tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Anh em ưng cái nào á nói em chụp hình cho anh em coi cụ thể luôn. Cây này hiệu là Kenfood nha. Anh em bên kênh nào chụp nói em chụp hình cho anh em coi cụ thể từng cây. Rồi cảm ơn anh em nhé.